Hello, hello. Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh tiếp tục chia sẻ Bonsai Đinh Lăng tập 43 phần 1. Trần Canh sẽ cắt hàng loạt cây Bonsai Đinh Lăng mini lá nhỏ. Mời cả nhà và các bạn đón xem hết video. Xin mời. Bây giờ Trần Canh sẽ chọn ra một chậu đinh lăng mini lá nhỏ để cắt làm bonsai cho cả nhà các bạn xem. Đây các bạn, Canh sẽ chọn cái chậu này ra. Đó, các bạn xem. Đây là Trần Canh đã trồng lâu rồi, các bạn thấy bộ đó không? Cứ cực kỳ là hấp dẫn luôn. Xin mời cả nhà và các bạn xem Trần Canh cắt như thế nào. Một cây rất là tuyệt vời. Bạn xem kỹ nha. Bây giờ trước tiên thì Trần Canh cũng cắt hết lá rồi sau đó cắt theo tự nhiên của cây. Mời cả nhà và các bạn xem hết video. Trống ra rồi sau đó chúng ta mới chọn chi và cành cũng như những tập trước các bạn. Ok, như thế này bonsai đinh lăng lá nhỏ tập 43 phần 1 xin được phép bắt đầu làm bonsai theo thứ tự nhiên. Cây này Trần Canh trồng trong chậu này rất là lâu rồi nha các bạn, đặc biệt với bộ rễ nó cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó, các bạn xem kỹ bộ rễ cây rồi. Ok, chúng ta tiến hành cắt. Kiểm tra coi cách như thế nào cho cây nó đẹp nha. Mời các bạn xem kỹ nha. Trần Canh cũng xem thiệt là kỹ. Trần Canh sẽ cắt. Rồi, ok. Ok. Ok các bạn. Đó là cách cắt theo Trần Canh nha các bạn. Còn các bạn hãy subscribe kênh và comment cho Trần Canh biết nha. Đó. Ok, rất là lùng lực, cây này rất là tuyệt vời. Đó, các bạn xem kỹ. Rồi tiếp tục ta sẽ đi chọn một cây nữa, chúng ta sẽ cắt tiếp. Cái này trên đây. Ok. Rồi, ok, có một cây rồi. Cái đây các bạn. Tiếp tục ta cắt tiếp cái đây cho các bạn xem. Đó, cái đây rất là tuyệt này các bạn. Ta cắt hết trống lé là. Ok,
Như thế là chúng ta được chiêm ngưỡng được một cây đinh lân mini, tác phẩm rất là đặc biệt rồi. Giờ tiếp tục chúng ta xem tác phẩm thứ hai như thế nào nha. Rồi, ok. Rồi, đóng ra. Cái này rất là tuyệt các bạn. Cái này bộ đớ cũng rất là khủng luôn. Tuy mini nhưng mà như thế này là rất là tuyệt vời. Đó, các bạn xem kỹ. Cây như thế đó. Đây mình sẽ cách làm sao đây. Ok. Quá là tuyệt rồi. Cả nhà và các bạn thấy cái này là sao nha. Theo trần canh là cách theo thớ cây tự nhiên thôi. Ok. Ok, cái này rất là đẹp nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Không chi rất là đúng luôn. Ok. Ây da, cứng quá. Ok. Rồi. Quá tuyệt luôn. Cái này rất là hoàn hảo nha các bạn. Đây, một tác phẩm rất đặc biệt luôn. Cả nhà và các bạn hãy subscribe kênh và comment cho Trần Canh biết. Đó là cách của Trần Canh làm bonsai hai tác phẩm này. Rất là đặc biệt luôn. Mời cả nhà và các bạn xem lại hai tác phẩm nha. Thế là không được rồi. Ok. Đấy, các bạn xem. Bonsai đinh linh lá nhỏ tập 43 phần 1. Xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà và các bạn trong video kế tiếp. Xin bye bye.